ta sẽ không có cách nào để về mặt tự động, sẽ không tự động được cái này. Hoàn toàn phải là quan sát, phải là nhìn nhận cái vấn đề đó, kiểm soát được nó thì chúng ta mới là người vận hành. Thì cũng kể cho anh em một câu chuyện là nếu một cái người vận hành thì hôm nay anh sáng tốt, có những người là được trả 40 triệu trên một show, đúng khoảng 2 tỷ, 40 triệu. Một cái vài cái tên như là Vin Songman hay là mấy đồng chí sẽ bỏ. Nếu mà lôi người ta đây là 40 triệu một show, cộng tiền với anh Bạch, cộng tiền nhà nghỉ, là trả hết. Chị yên tâm, không trừ được mà đúng. Bởi vì họ kiểm soát được. Các thầy hội trường nó không giống như Karaoke, không hề giống như cái âm thanh karaoke là mình có hai cái mic này mà cái loa nó quay quanh xung quanh thì chạy nhảy kêu gì thì kiểu không bú, bởi vì đơn giản là nó thích rồi, nó ảnh hưởng chỉ đến đó đã dừng được, nó đã kiểm soát được nó có ngưỡng. Nhưng ở đây mình ít nhất là có 6 cái mic, nó cầm nó chạy khắp nơi, trẻ con nó cầm nó hét, mà đứng ở trước cái loa nó hét, mà mình đứng mình nói alo luôn nhẹ nhàng, đâu sao đâu bú, nhưng trẻ con a nó lên đó không, cái đó hoàn toàn là mình kiểm soát bằng con người. Thực sự không cái gì ngồi ở kia cũng có mất nghe từ thứ rồi giảm sử dụng. Thông thường thì khi mà người ta ngừng nói mình sẽ giảm cái đời của mic để chứ mình tại sao mà gọi là mix là mỗi người ta trong cái hệ thống cho mình mỗi cái đường line một cái cần đạt là như thế, tức là có lúc mình phải cho nó xuống. Cái nào cần thì mình cho lên, cái nào không cần thì mình kéo nó xuống để nó cân đối ba người hát trong cùng một lúc thì ok, cứ để ba cái mic đấy lên, nhưng đến cái top sau thì ba cái mic mình phải hạ nó xuống, mình đưa ba cái mic khác lên thì sẽ top sau lắm, đúng không? 4 cũng được, 5 cũng được, nhưng mình phải kiểm soát được. Chứ nếu mà bây giờ ở đây mình hay có trò là truyền mic, đúng không? Hát xong ba ông xuống cầm lại ba cái mic xuống. Cái lúc đấy chính là cái lúc mà dễ to nhất, lúc dễ hỏng nhất. Bởi vì sao? Có đi đằng sau kể cả đứng sau loa nó dí vào nó vẫn nó ù bình thường, chứ đâu có tham đâu. Tốt nhất là hát xong thì kéo hết xuống. Ta cũng chuyển xong đi. Ok chưa? MC cũng lại ok. Những cái quan kỹ năng của anh này, anh em để quan sát. Những cái vú nó dí nhìn nhìn. Nhanh nhẹ quan sát. Bây giờ tiếp theo. Thế là nó hay gặp những trường hợp đấy, nhưng như cả là bây giờ là anh em vẫn chưa bài bản cái vấn đề về chỉnh, tân chỉnh thiết bị. Thế là đúng rồi, hoàn toàn phải có kinh nghiệm làm nhiều chứ. Để mà vẽ ra một quy trình chứ ông vận hành thì kiểu gì nó cũng được. Bởi vì không có trường hợp nào giống trường hợp nào, mình phải phán đoán, nhận xét nó. Thế là trẻ con nó cầm biết thì tốt nhất lắm. Trẻ con biết gì đó. Nhưng bố nó cầm thì nó thấy nó. Quan trọng là phải kiểm soát cái mic nó đang nằm ở đâu, ai cầm. Đấy, cái mic nào, mic nào. Mình phải đánh dấu như thế này, có được. Ở trên bàn mixer chúng ta cũng có một cái đèn để nó thể hiện. Tức là cái mic nào đang nói là cái đèn. Mình kiểm soát trên nó, nhiều khi mình đâu có phóng mắt mình nhìn được ngoài kia. Bản lên thì có đèn đẹp. Nói bật lên dòng FX16 đi là có đèn xịn. Có cái hôm nọ kiên nghiệm là chưa có, còn cái của mình có thì có bật tắt tiếng và bật đèn và tắt đèn. Nhưng mà bộ thu gì biết đâu ra? Bộ thu gì ở trong mic? Đó là cái tinh chỉnh của mic. Thì mình cài đặt lên. Cài đặt. RF 2 low. Tức là gì? Cái RF này là cái cường độ phát sóng. Chúng tôi cũng cao đấy. 2 thì là phát sóng mạnh. Low là phát sóng yếu. Thì 2 thì cũng trường hợp nào, low thì cũng trường hợp nào. 2 là gì? Là khi mình phải tầm đi xa, mình đặt lên để mà phát sóng mạnh. Nhưng đồng nghĩa việc đó là gì? Chúng sáng tạo lại. Bởi vì bước sóng nó sẽ dài hơn là nó sẽ thu được cái sáng tạo vào. Còn low là khi nó ẩn dần, khi bước sóng nó hẹp thì nó không thu được sáng tạo. Còn nút lock này thì khi mà anh bật lên mà nhiều người cũng biết chỉnh cái mic của mình sai kênh thì mình sẽ đặt lock này lên, khóa nó lại.
tóm lại chẳng chính cái gì cả. Dễ cứ dùng nói thôi cứ đi. Cái game này cái độ nhảy muốn kiếm đầu mức thì nó phải xa hơn một chút thì nó phải ăn cái game hoặc là nó nhảy quá thì bạn giảm đi. Thông thường thì nó sẽ có một định mình sẽ game đó là chơi cái bạn chọn thì nó không bị, nếu mà mình vặn không đều không đồng đều thì nếu mình xử lý nó khó. Mỗi cây mic cả cây này thì thu xa cây kia thu gần nó khó, nó tất nỗi là chưa để cùng một kiểu cho nó xác định bàn trộn vào sau. Hầu như về sau những bạn này là sẽ xử lý tất cả những bàn trộn chứ không có đụng chạm gì nhiều đến những cái mũi dưới, tức là cũng đẩy cũng không cần bạn cái chế áp làm gì luôn mà cứ để căng hết bạn 100% lên. Tại sao lại thế? Nếu là 100% bởi vì sẽ có trường hợp anh này hoặc anh này không biết được muốn nhỏ loa các bạn nhỏ cục đẩy đúng không? Không dùng cho mixer các bạn nhỏ cục đẩy đến lúc công viên vận hành xong xét đúng cố thôi xét đúng tại sao nó lại bé nó rất mình thì thôi nhất các bạn có hết không cần biết là nó như là cứ bạn có hết luôn. Sau đó thì chỉ cứ làm mixer to là to cả nó ép là đấy gọi là không. Nếu mà tôi đã xét cái loa ở trên này to hơn cái loa dưới nhỏ hơn cái loa thì mục đích của nó là tôi xét xong rồi. Và khi đẩy lên thì nó cân bằng đúng chưa, nó cũng đâu có cần phải xử lý gì đâu. Rồi mọi người cũng sẽ đừng không nghĩ là giống như cái âm ly ở nhà, cái âm ly ở nhà nó có người cho bạn biết sơ nó rồi nó trộn rồi mà mình nó to nhỏ thì cái âm ly đó đúng không, nó vô luôn. Nhưng ở đây thì cái cột đại nó chỉ có mỗi cơ nhiệm vụ đơn giản nó nhận nhiệm vụ của cột đại ra ngoài nó là bao nhiêu lần, mình dùng được 2.000 lần cái điện vá có 1 vôn cái suất lên 100 vôn là 70 vôn nhiều ạ, nó sẽ ra cái suất